Cho đến ngày nay, tống nhãn Hương Chi không chỉ được trồng nhiều tại Hưng Yên mà đã được nhân rộng tại nhiều nơi trên cả nước như Sơn La, Yên Bái, Bắc Giang, Đắk Lắk, giúp làm giàu cho hàng vạn hộ gia đình, góp phần thay đổi diện mạo của nhiều vùng quê. Tuy vậy, có lẽ nhiều người vẫn chưa biết được nguồn gốc cũng như vì sao tống nhãn quý này được đặt tên là nhãn Hương Chi. Cách đây khoảng 100 năm, ở làng Lương Điền, nay là tổ dân phố Phương Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, có người nông dân tên là Nguyễn Văn Chi làm nghề buôn bán nhãn. Trong một lần đi mua nhãn, cụ Chi phát hiện một giống nhãn thơm ngọt đặc sắc nên lấy hạt gieo trồng tại vườn nhà. Hợp khí hậu và thổ nhưỡng, cây nhãn phát triển rất nhanh và cho sai quả, trung bình mỗi chùm nhãn nặng trên dưới 1 kg, chùm to có thể nặng hơn 2 kg. Nhãn có ưu điểm nổi bật là ra nhiều đợt hoa. Nếu đợt hoa đầu gặp thời tiết không thuận lợi, không đậu quả thì các đợt ra hoa thứ hai, thứ ba vẫn có thể cho thu hoạch quả, do đó năng suất ổn định hơn các giống nhãn khác. Người dân khắp nơi tìm đến mua cảnh từ cây nhãn quý trong vườn nhà cụ Chi về nhân giống và từ đó mọi người quen gọi giống nhãn này là nhãn cụ Chi hay là nhãn Hương Chi. Bố tôi là Nhiêu Chi chứ bây giờ là thấp bé nhất làng, nghèo túng. Sau đó là phải đất một con đường thì được tên là Hương Chi. Thanh Hóa, Nghệ An khắp nơi về, cả Lễ Châu là về mua cái giống để gây ra quả là nhãn cụ Chi. Tự mọi người tôn vinh, dòng nó có hiệu quả, nó sai, năm nào cũng có quả. Thế cho nên là bán 30.000 một cành, 50.000 một cành. Mà thời buổi bây giờ 30.000 thì 50.000 thì có thể là mấy lai vàng đấy. Theo những người con cháu cho biết, cụ Hương Chi sống thọ 70 tuổi. Đầu những năm 1970, cụ mất. Cây nhãn đầu dòng trong vườn cụ Chi cũng không còn nữa. Hiện cây nhãn trong vườn nhà bà Nguyễn Thị Hạnh, con gái út của cụ Chi, trở thành cây nhãn Hương Chi cổ thụ nhất với khoảng 68 năm tuổi. Bây giờ chưa ai biết chết cả. Thì ông bố tôi mới chết được 4 cành cho 4 cô con gái. Bà chị tôi còn sống ngày năm nay 130 tuổi. Bà thứ hai giờ hiện còn sống 100 tuổi. Thế còn tôi là út là 90 tuổi, sinh ra đã thấy có cái nhãn đấy rồi. Giờ đây nhãn Hương Chi không chỉ là giống nhãn đặc sản nổi tiếng của riêng vựa nhãn Hương Yên, mà đã được nhân rộng ra khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tuy vậy, những người sành ăn và những người biết nguồn gốc giống nhãn Hương Chi vẫn tìm đến vườn nhà con cháu cụ Chi để mua được thức quả chuẩn vị. Tôi đi lấy nhiều chứ, tôi đi ăn nhiều và cũng đi lấy nhiều chỗ, nhưng mà vẫn phải là khu vực mình đây. Cái hương vị ở đây thì nó ngọt và thơm hơn so với lại khu vực khác dòng. Tôi muốn làm cái nhãn này nó là một thú vui, vừa là giữ tiếng của cái giống nhãn mà cụ đã là truyền cho cả miền Bắc này rồi. Mà cũng có thu nhập thêm cho gia đình. Cây nhãn Hương Chi cổ thụ trong vườn giờ được các con cháu của bà Hạnh, con gái út cụ Hương Chi ở tổ dân phố Phương Độ, phường Hồng Châu chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng cẩn thận nên vẫn cho quả sai, mã đẹp và ngọt thơm đặc biệt. Việc bảo tồn phát triển giống nhãn quý không chỉ làm tăng giá trị vùng trồng nhãn của Hương Yên mà còn có ý nghĩa quan trọng về nguồn gen thực vật bản địa, giá trị về ẩm thực vùng miền và giá trị văn hóa du lịch của đất và người Hương Yên.